một cái micro giá trị cao với một cái micro tầm trung á thì nó sẽ khác biệt nhau những cái gì? Và một cái sản phẩm cuối cùng không kém phần quan trọng đâu với một bộ dàn karaoke, đặc biệt là với bộ dàn karaoke hiện đại ngày nay, đó chính là cục đẩy công suất. Một cái bộ dàn hiện đại thì chắc chắn là sẽ xài cục đẩy rồi, không xài vang âm ly như ngày xưa nữa. Thì cục đẩy công suất là gì? Cục đẩy công suất thì như mình chắc là mọi người đã biết rồi, thì nó là cung cấp công suất cho loa. Nhưng mà có những cục đẩy giá trị rất là cao, nó đến 20 mấy triệu, 10 mấy, 20 mấy triệu một cái sản phẩm. Nhưng mà có những cục đẩy cũng rất là thấp, chỉ tầm dưới 10 triệu một sản phẩm, 8, 9, 10 triệu một cái sản phẩm thôi, mà công suất tương tự như nhau luôn, thì tầm khoảng 400W, 500W một kênh. Thì cái sự khác biệt ở đây là gì? Thì mình cũng sẽ tiện đây thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn cho mọi người biết, để mọi người nắm được là tại sao mình bỏ ra một cái số tiền nhiều đại thì vừa cho một cục đẩy như thế thì mình sẽ được những gì. Ok, bắt đầu. Ok, cục đẩy nó chỉ có hai cái phần khác biệt giữa phần sản phẩm cao cấp và sản phẩm trung cấp thôi mọi người ha. Đầu tiên nó sẽ về thương hiệu nha mọi người. Thương hiệu thì cục đẩy có những thương hiệu nổi tiếng là như Crown này thì mọi người biết rồi nè. Rồi Waffledale này, SE cũng có cục đẩy này. Cao cấp hơn nữa thì mọi người có thể phải nhắc, bắt buộc phải nhắc đến cái cục đẩy của Powershop. Thì bởi vì là cái công ty này, cái thương hiệu này là người ta chuyên cho cục đẩy luôn. Tất cả các cục đẩy của các thương hiệu châu Âu mà như là Nexo nè, như mình biết Nexo nè, hoặc là Martin nè, thì hầu hết là do bên Powershop họ sản xuất. Trên những cái cục đẩy đó đều ghi là Made in Powershop hết. Tuy nhiên đương nhiên thương hiệu vẫn là của Nexo, thương hiệu vẫn là của Martin, nhưng được lắp ráp của Powershop và được cấp chứng chỉ của Powershop. Đó thì Powershop cũng là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng trong cái phần về cục đẩy. Đó thì thương hiệu, giá trị thương hiệu nó sẽ ảnh hưởng một phần đến cái giá thành sản phẩm của mọi người. Rồi đến cái phần thứ hai là cái phần thật ra là mọi người không để ý phần này nhất nè. Mọi người hay thường chú ý về mua cục đẩy, mọi người hay thường chú ý về phần công suất cục đẩy. Mình là hay thấy vậy, mọi người sẽ so sánh là cục đẩy 600W rồi 800W rồi 1000W, thậm chí 2000W dành cho gia đình luôn. Nhưng mình nghĩ cặp loa mà mình lắp cho khách hàng chỉ tầm 300W một loa thôi, hai loa là 600W là nó dư sức đánh cho gia đình rồi, mà nó thừa luôn á, thêm một cái súp nhỏ nhỏ thôi là nó thừa đánh cho gia đình, đánh rất lớn luôn, đánh gọi là áp lực khủng khiếp luôn á. Còn đến những cái loa mà đến 500W, những cái loa cao cấp như mình nói là nó phải nói là như nó đánh cho gia đình như quán bar luôn rồi, nó rất là lớn mà nó rất là tức ngực luôn á, đánh tức ngực cho luôn á. Vậy mà có những khách hàng là yêu cầu có những cục đẩy lên đến 2000W. Thì thật ra là khách hàng hay bị hiểu nhầm cái phần này, có nghĩa là không phải là cục đẩy công suất càng cao á thì giá tiền nó càng mắc. Quan trọng của một cái cục đẩy ấy, nó sẽ về phần chất âm, cái chất lượng linh kiện trong đó. Có những cục đẩy nó chỉ tầm 300W thôi, 400W thôi, nhưng mà giá trị cái giá tiền nó rất cao, đến 10 mấy 20 triệu một cục luôn. Và nó mang lại cái gì? Một cái chất âm sạch nhất có thể. Như cái lúc đầu mình đã nói á, cục đẩy là gì? Cục đẩy nó làm cung cấp công suất dành cho loa, thì nó là một cái bộ phận khuếch đại. Thì khuếch đại từ một tín hiệu nhỏ lên, được khuếch đại lên ra loa, thì cục đẩy nó phải làm nhiệm vụ làm sao khuếch đại đúng cái tín hiệu đó, đúng cái phần đó, đúng cái tiếng nhạc đó, đúng cái tiếng mic đó, đưa qua cục đẩy, đưa ra loa, làm sao cho nó tái tạo lại chính xác nhất, phát lớn lên mà không bị sai số. Nếu mà dân kỹ thuật, dân điện tử mà mọi người là bên có hàng học nghề điện tử, mọi người sẽ biết về cái gọi là cái mạch khuếch đại vi sai á, nó là có nghĩa là khuếch đại mà sai số ít nhất. Thì cục đẩy mà có linh kiện tốt, cục đẩy mà giá trị mà nó lớn á, giá trị cao á, thì nó sẽ được làm từ những cái linh kiện tốt nhất, có cái sai số thấp nhất để đưa ra một cái chất âm, đưa ra một cái giá trị nó chính xác nhất so với những gì mình đưa vào. Chẳng hạn như mình đưa vào tín hiệu nhạc từ đầu karaoke đưa vào nè, micro mình đưa vào nhá, thông qua phần mixer mình chỉnh sửa lại rồi nhá, rồi mình đưa qua cục đẩy nó khuếch đại lên, có nghĩa là các tín hiệu đó đã được mix lại rồi, nén lại một file rồi và đưa qua cục đẩy khuếch đại lên. Và cái cục đẩy nhiệm vụ của nó khuếch đại làm sao mà chính xác nhất và đưa ra loa cũng chính xác nhất luôn, thì cái giá trị của sản phẩm của cục đẩy nó sẽ ở chỗ này, tức là nó ở linh kiện và cái độ chính xác của âm thanh. Có nhiều cục đẩy đưa vào cái loa rất là hay, cái loa không hề dở, cái loa rất là hay, nhưng cục đẩy nó khuếch đại sai, nó khuếch đại méo tiếng hết trơn, cũng hư luôn cái cặp loa luôn. Có cái cục đẩy để nuôi loa và cục đẩy nó sẽ rất quan trọng cho loa, nên đó là lý do tại sao mọi người có những cục đẩy á mà mọi người xem trên mạng đi, những bởi Trung Quốc á, công suất nó đến 1000W luôn, 2000W luôn, nhưng giá rất rẻ. Bởi vì thật ra linh kiện họ sản xuất trong đó nó chất lượng kém, nó sai số nó quá nhiều, khi đưa vào khuếch đại nó sẽ bị sai hết trơn luôn. Ngoài ra có thêm một phần cục đẩy nữa mà mọi người biết, mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người là cục đẩy, có như cục đẩy nó sẽ có phần mạch điện tử trong đó luôn.
là nó gọi là có DSP trong đó mọi người. Tức là để nó làm gì? Để nó cân chỉnh luôn cái phần loa. Tức là nó sẽ có những cái file cân chỉnh luôn cái loa, chưa cần qua mixer nha. Có nghĩa là chưa cần qua mixer, là cục đẩy nó đã cân chỉnh cho loa sẵn rồi, mixer chỉ có canh lại một chút xíu thôi. Còn cục đẩy nó đã có DSP, nó đã có cân chỉnh cho cái loa nào luôn rồi. Đó, nếu mà mọi người có thời gian mọi người nghiên cứu có những cục đẩy chẳng hạn như Crown, cái dòng XTi đi. Đó, hình như Huy cũng có review cái dòng này rồi, nó sẽ có phần mềm riêng dành cho cục đẩy luôn, và nó cũng chỉnh không khác gì con vang số luôn, cũng chỉnh rất là chi tiết dành cho những cái loa, từng cái loa riêng này kia. Ok, vậy là mình cũng đã chia sẻ bốn cái sản phẩm mà quan trọng trong bộ dàn karaoke, và mình sẽ so sánh nó những sản phẩm giá trị cao và những sản phẩm tầm trung cấp thì nó sẽ khác nhau những cái gì. Thì có hy vọng là thông qua một clip khá là dài hơi này thì mọi người sẽ có thêm nhiều kiến thức khi đi mua sắm sản phẩm, đặc biệt là về sản phẩm về karaoke. Mọi người cũng có một cái nhìn khác hơn về những sản phẩm cao cấp, lý do tại sao mà hiểu thêm được là lý do tại sao cái sản phẩm cao cấp nó sẽ có giá trị nó khá là mắc tiền so với mọi người tưởng tượng ha. Nếu mọi người có mà thắc mắc gì thì mọi người có thể comment phía bên dưới, hoặc là mọi người gọi đến hotline để bên mình, bên Thiên Vũ có thể tư vấn cho mọi người kỹ hơn, rõ hơn về các sản phẩm bên Thiên Vũ đang kinh doanh, hoặc là cũng như các vấn đề có liên quan và những thắc mắc mà mọi người đang sử dụng bộ dàn, mọi người có thắc mắc gì mọi người có liên hệ ha. Mình là Khánh, hẹn gặp lại 15 minutes tiếp theo. Bye bye.